em vào gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay một cái dụng cụ quen thuộc, một cái dụng cụ nhà em hết rất là lâu. Và em lại đăng tải chi tiết về cái kéo Sanda, một cái dòng kéo Nhật, một cái mẫu kéo rất là tốt và được các bác quan tâm nhất trong thời gian vừa rồi. Hôm nay em lại về số lượng cũng khá nhiều nhá. Để phục vụ các bác trên cả nước thì em sẽ mở một thùng ra. Và cái mẫu này thì em sẽ so sánh cho các bác xem mẫu hàng loại 1 và hàng loại 2. Và cũng sẽ báo giá chi tiết để các bác nhà mình nắm bắt được. Đây là một thùng kéo này các bác này. Một thùng kéo này trong thùng thì sẽ có 100 cái. Em sẽ mở luôn một thùng để các bác nhà mình xem nhá. Sẽ chia sẻ ngay cái video này về cái mẫu kéo loại đắt và loại rẻ. Đấy, đây là một thùng kéo này. Thì cái mẫu kéo Sanda. Đây là mẫu kéo loại 1 của hàng Sanda nhá. Cái này thì trong thời gian vừa rồi thì em hết khá lâu. Và hôm nay thì hàng lại về. Đấy, đây là một thùng kéo này. Cái kéo Sanda này thì em sẽ chi tiết đầu tiên. Đây là mẫu kéo Sanda. Dòng kéo của thép SK5 nhá các bác nhá. Thép K5, đây là mã vạch của cái hàng kéo loại chất lượng đây. 210. Mã vạch có đầy đủ nhá. Và em sẽ mở một thùng ra. Đây các bác này. Một cái cây kéo Sanda rất là chất lượng nhá. Em sẽ bỏ ra luôn. Cái mẫu này đây là mẫu kéo loại 1 nhá. Dòng kéo Sanda 210. Dòng kéo đến từ Nhật Bản. Đây, Japan chữ chỉ. Đấy. Và với cái mẫu kéo loại 1 này thì các bác nhìn nó rất chi là tinh xảo và nó sẽ to hơn chiếc kéo bình thường nhá. Cái lưỡi của nó là lưỡi thép SK5, rất chi là dày. Đấy, và ốc chốt của nó, ốc chốt liên kết các bác nhìn này. Hàng rất chi là đẹp nhá. Khẳng định là rất chi là đẹp. Đây là một cái lò xo. Thì mỗi một chiếc kéo xịn này thì lại được tặng thêm một lò xo nữa các bác ạ. Đặc biệt ở cái dòng kéo này nó khác những cái mẫu khác là nó sẽ có một cái đệm ở đây. Cái đệm chun để cho các bác cầm cho nó êm tay. Cắt sẽ không bị trượt nhé. Đấy, em sẽ mở chiếc kéo này ra. Em hãy chi tiết về từng chút một trên chiếc kéo này để các bác nhìn mình nắm bắt được. Các bác mở ra nhé, cái này nó không như những loại khác. Các bác chỉ cần nắm chặt này. Là chiếc kéo đã mở ra rồi. Và với chiếc kéo Sanda loại 1 này, cái rãnh chống trượt và đây là cái rãnh tự mài rất chi là tốt, giúp cho chiếc kéo của các bác là luôn luôn sắc bén. Dòng Sanda 210 nhá. Rất chi là sắc bén, đây là cái chống trượt của nó rất chi là sâu này. Quay gần thật tận người để cho các bác nhà mình nắm bắt được. Đấy. Và với cái kéo này thì em cũng chia sẻ một chút nhá. Khi các bác mà sử dụng lâu. Đấy, cái ốc này của nó có lỏng ra một chút đấy. Các bác có thể lấy cái cà lê các bác siết lại vào. Chiếc kéo của các bác lại bền bỉ như mới nhá. Đấy. Và cái chế độ tự mài này để giúp chiếc kéo của bác luôn luôn là sắc bén này. Đấy, một chiếc kéo loại 1 nó sẽ như thế này. Và em sẽ gửi từ các bác cái kéo loại 2. Đây. Em sẽ bỏ một cái kéo này ra. Đây là một cái kéo Sanda. Loại 1 và loại 2 nó khác nhau như thế nào. Cái kéo này thì em cũng nói giá luôn. Cái kéo này giá 100 ngàn một chiếc các bác nhé. Sanda 210. Nhưng mà đây là nó là hàng loại 2, loại 3 rồi các bác ạ. Đấy các bác, em sẽ mở cho các bác xem này. Cũng sẽ mở như này. Đây là cái phần tay cầm. Tay cầm nó rất chi là chắc nhá. Đối với các bác làm vườn, các bác làm ít đi thì sử dụng cũng được. Nhưng mà để mà cắt ngọt, bền lâu thì cái Sanda loại 1 nó sẽ hơn rất chi là nhiều. Đấy, đây cũng Sanda 210 nhá. Cái này thì nó sẽ không có chế độ tự mài được các bác này. Lút để lút trắng này. Lút trắng nhá. Đây là cái Sanda loại 1 này. Quay rất gần để cho các bác này mình nắm bắt được. Riêng ở cái dòng Sanda này thì nó sẽ có một cái độ dày nhất định các bác ạ. Cái tay cầm của nó cũng sẽ sáng hơn, đẹp hơn. Nói chung là nhìn nó rất chi là tinh xảo. Cái lưỡi này, các bác nhìn hai cái lưỡi nó sẽ khác hẳn nhau nhá. So sánh cho các bác nắm bắt được. Với cái loại 2 này thì nó cũng có loại nút đen đấy các bác nhá. Loại cái này này, nó cũng có loại 2 nhưng mà nó cũng là nút đen như thế này. Nhưng mà riêng cái loại 1 nhá. Các bác nhìn xem. Đấy thì ở cái kéo này thì bên cơ sở em Thảo đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đấy, khi các bác mà xem được video mà đang quan tâm tới cái dụng cụ này, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Đấy là số điện thoại chính để em tư vấn tới các bác tất cả những cái dụng cụ làm vườn, làm cây. Cái mẫu kéo Sanda loại 1 này em Thảo đang gửi tới các bác giá sẽ là 180.000 trên một cây. Giá miễn phí ship và chiếc loại 2 này thì sẽ là 100.000 nha các bác nhé. Đấy rất chi là rõ ràng đấy để các bác nhà mình nắm được. Và nó sẽ khác nhau hoàn toàn đấy các bác nhé. Đấy cũng mong là khi các bác xem được thì các bác
hãy nắm bắt rõ cho mình một chiếc kéo chất lượng nhất để dùng làm sao được sắc bén lâu dài. Và cái mẫu này nếu như các bác mà có nhu cầu mua nhiều, em thấy có những bác mua cho công ty nào mà hàng chục cái, hai chục cái, thì bên em sẽ để giá xỉ cho các bác, là giá thành giá bán buôn luôn nhé. Giá rất chi là tốt. Và bác nào mà có cửa hàng mà đang quan tâm tới cái dụng cụ kéo cắt cành cầm tay này, cũng liên hệ tới bên cơ sở em Thảo nhé. Một cái dụng cụ rất chi là hay, giá thì rất chi là ưu đãi để gửi đến toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Một đơn vị chuyên cung cấp về dụng cụ làm vườn cao cấp, bên cơ sở em là bên cơ sở em Thảo, em Trường Thảo nhé. Dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm nông nghiệp. Các bác muốn xem thật nhiều dụng cụ thì đừng quên nhấn vào nút đỏ và nút đăng ký kênh đấy ạ. Nhấn 2 lần vào quả chuông để đón xem tất cả những cái dụng cụ hay của bên cơ sở em qua những đoạn clip ngắn như này. Chào và hẹn gặp lại các bác nhé.